chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yêu Làm Đẹp. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách tận dụng những món đồ cũ của mình để giúp cho nó trở nên thời trang hơn và mới lạ hơn. Nào, xin mời các bạn cùng xem video và nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho mình nhé.